Chào mọi người, đây là trường đến từ Mong One đây. Mọi người thì đều có các cái thiết bị điện tử để phục vụ cho công việc đúng không? Laptop thì mình sử dụng để nhập liệu này hay xử lý những các công việc phức tạp. Tablet thì cũng như thế, nhưng nó sẽ tinh giản hơn và đòi hỏi các cái thao tác trên ngón tay nhiều hơn. Còn điện thoại thì chúng ta sẽ sử dụng để làm gì? Nhận các thông báo, thông tin về công việc đúng không? Ok, vậy thì các thiết bị này đều mang đến cho chúng ta các cái công dụng và nó hoàn thành rất tốt công việc của nó. Tuy nhiên, nếu mà chúng ta kết hợp được cả ba thiết bị này vào thì sao nhỉ? Nó sẽ tiện lợi hơn rất nhiều đúng không? Vậy thì hôm nay hãy cùng mình tìm hiểu xem làm thế nào để kết nối được ba thiết bị này vào với nhau và khi kết nối lại với nhau thì chúng sẽ có những cái tiện dụng gì cho chúng ta nhé. Ok, bắt đầu video thôi. Ta không chỉ có Apple đâu, mà các hãng từ Windows cho đến Android họ đều có cái hệ sinh thái riêng của mình như Samsung hay Huawei. Họ cũng có thể kết nối được các thiết bị vào với nhau và Apple thực tế ra chỉ là người đến sau thôi. Tuy nhiên chúng ta biết đấy, các thiết bị của Apple tuy là công nghệ đi sau nhưng các công nghệ đi sau này nó hoàn toàn được khắc phục những cái lỗi của các hãng Android khác và nó sẽ tối ưu cho người dùng cách tốt nhất. Tại vì sao lại có hiện tượng như thế? Đơn giản là bởi vì Apple họ xây dựng tất cả các thiết bị cùng chung một hệ sinh thái và cái hệ sinh thái này họ làm ra tối ưu riêng cho sản phẩm của họ, không phải sử dụng chung với bất kỳ các hãng nào khác. Ví dụ như Samsung họ vẫn đang sử dụng chung cái nền là Android, vì thế nên là Android cũng không thể nào mà tối ưu hết hoàn toàn cho các sản phẩm riêng lẻ cho các hãng được, mà Apple lại làm được điều đó. Thì cái hệ sinh thái của Apple thực sự là mình không thể có một cái điểm gì để chê với nó cả. Và một số cái tính năng mình có thể nói đến ở đây, cụ thể nhất có thể nói đến Handoff và AirDrop. Trong khi những máy chạy Android hay là Windows lựa chọn cho mình để kết nối thông qua các app từ bên thứ ba như là Zalo để chuyển dữ liệu hay là ảnh tầm gần. Thậm chí thời điểm này Zalo còn bị cắt giảm chất lượng về hình ảnh khi gửi qua ứng dụng này, bởi vì họ đã bắt đầu tính phí cho ứng dụng Zalo. Vì vậy nên các cái bức ảnh hay là các cái dữ liệu truyền sang nó không đạt được cái chất lượng tốt nhất, nhưng AirDrop thì vẫn làm được. Khi mà hai thiết bị iPhone là tầm gần với nhau thì họ chia sẻ ảnh cho nhau cực kỳ nhanh và chất lượng hình ảnh chưa bao giờ là tệ khi mà các file ảnh chuyển sang đều đầy đủ về độ chi tiết. Cái này thì chắc chắn là iFan thì luôn phỏng mũi với nhau khi mà gửi ảnh cho nhau đúng không? Ngoài ra nữa thì mình có thể giới thiệu thêm cho mọi người một số các cái tính năng khác mà không chỉ có AirDrop đâu. Handoff cũng là một tính năng khá là hay, khi mà mọi người có thể chuyển ảnh từ trên điện thoại lên trên MacBook hoặc là iPad cực kỳ nhanh và dễ dàng. Ok, vậy thì nếu mà muốn chuyển cái ảnh từ iPhone sang trên MacBook để mình chỉnh sửa thì sao? Mình ví dụ ở đây một bức ảnh của mình nhé. Một chiếc ảnh như thế này. Bây giờ mình muốn chuyển lên trên này để chỉnh sửa thì chắc chắn là dùng Zalo như mình đã nói ban đầu thì nó sẽ khá là dễ bị vỡ rồi. Vậy thì làm cách nào bây giờ? AirDrop cũng là một sự lựa chọn. Tuy nhiên thì tại sao chúng ta không vào dấu ba chấm ở bên trên? Sao chép? Đó, mọi người có thể nhìn bên trên này sẽ có cái dòng, nó đã copy lên cái máy này rồi. Và việc của mình chỉ là Command V. Đó, vậy là đã có một cái ảnh ở bên trên này để mọi người chỉnh sửa thoải mái rồi. Tác động lên nó thoải mái luôn. Đó. Làm việc chuyên nghiệp thì chắc chắn là một cái màn hình laptop như thế này thì không thể đủ được rồi. Chúng ta cần thêm một cái màn hình phụ nữa và biến một chiếc iPad chúng ta đang có ở đây thành màn hình phụ cho MacBook. Khá là hay đúng không? Vậy thì giải quyết cái vấn đề này như thế nào? Cắm thêm dây vào lằng nhằng á? Không hề đâu. Mà Apple đang cho người dùng một cái tính năng đó là Sidecar từ bản cập nhật Catalina cho chiếc MacBook này. Đây, Sidecar thì mình sẽ hướng dẫn mọi người một chút nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ vào phần cài đặt hệ thống này. Như mọi người thấy ở đây thì mình đã cài sẵn cái Sidecar rồi, nên là cái giao diện Ventura đang có ở cả hai màn hình. Thì đầu tiên muốn cài được thì vào cài đặt này, vào thanh tìm kiếm cho dễ nhé, bấm là màn hình. Đây màn hình. Hoặc là bấm là Sidecar, đúng cái tên tính năng của nó luôn. Sidecar nhé. Nó cũng sẽ hiện ra cái phần màn hình như thế này thôi. Thì bấm vào phần mũi tên này, nó sẽ có hai lựa chọn cho chúng ta. Nếu chúng ta muốn biến nó thành màn hình phụ bằng tính năng Sidecar thì chọn phản chiếu hoặc mở rộng đến này. Ở đây mình đã chọn máy của mình là iPad Gen 9. Ok, vậy là đã chọn xong. Bây giờ thì chúng ta có thể thoải mái dùng cái giao diện của iPad chuyển sang bên này. Đây, từ MacBook chuyển sang iPad. Ok, để nó ở đó và tiếp tục làm những gì mà mình đang làm. Thế là xong. Ok, tiện dụng về cái việc kết nối thì là tốt rồi.
Vậy thì tối ưu hóa cái không gian làm việc một cách tốt hơn nữa thì chúng ta có cách gì không? Có đấy, Universal Control ở trên bản cập nhật 12.3 trên MacBook đã giúp chúng ta có một cái kết nối tốt hơn nữa khi mà không cần phải có thêm một cái bàn phím hay là chuột dành cho iPad, mà chúng ta có thể sử dụng ngay bàn phím và trackpad ở trên MacBook dành cho iPad luôn. Ok, vậy thì hai cái màn hình này hiện tại mình đang để cho nó là không liên kết gì với nhau cả. Đây, gõ thử trên iPad cho các bạn nhé. Không có gì đúng không? Ok, vào phần cài đặt này, bấm vào phần màn hình. Chúng ta vẫn có cái giao diện giống với sidecar ban đấy, vẫn là bấm vào đây. Và nó chính là cái phần liên kết bàn phím và chuột đến máy của mình là iPad Gen 9. Bấm vào nó, chờ một xíu, đây, đã kết nối hai máy vào với nhau. Và mình kéo chuột sang bên này, thao tác ở trên này. Ok, đó, mình sử dụng được cả bàn phím và trackpad cho MacBook luôn, và cả iPad nữa. Như vậy là cái tính năng này sẽ giúp cho chúng ta có thể thao tác cùng cả hai máy. Tuy là nó không còn cái màn hình phụ như ban nãy nữa, nhưng chúng ta sẽ có hai không gian làm việc độc lập và dùng chung ở trên một cái bàn phím như thế này thì tiện hơn cho việc setup máy của chúng ta. Cùng với đó thì nếu các bạn là một người nghiện setup này thì có thể bố trí cho cái máy của chúng ta một cái không gian nữa như thế này. Sắp xếp này, đưa nó lên trên này, hoặc là đưa sang bên này đi, đưa sang bên này chẳng hạn. Đây, nó sẽ liền mạch sang bên này luôn. Và tiếp tục gõ. Tiếp. Tiếp tục gõ này. Đó, gõ được tiếp luôn. Tùy vào cái hướng mà mọi người sắp xếp cho cái máy này nhá, và chúng ta sẽ có cái không gian setup nó dễ dàng hơn nhiều. Ở bên sidecar cũng như thế. Bên sidecar thì thậm chí là chúng ta có thể để nó lên trên này nữa cơ, nhưng mà cái Universal Control nó chưa hỗ trợ, nó chỉ cho để đến xuống dưới này thôi. Ok, vậy là mình đã chia sẻ cho mọi người các cái kết nối rất là tiện ích ở trên iPhone, iPad và MacBook kết nối với nhau đúng không? Hy vọng là qua các cái chia sẻ này của mình thì mọi người sẽ sử dụng ba thiết bị này một cách tốt nhất và đạt được hiệu quả cao nhất. Còn nếu mà mọi người có thêm các cái tính năng nào mày mò được ở trên MacBook, iPad hay iPhone thì hãy để lại comment ở phía bên dưới để cho mình biết nhé. Và nếu mà mọi người cảm thấy rằng các cái kết nối này thật sự là hữu ích và muốn có ngay cho mình một chiếc iPad hay là MacBook để sử dụng kết nối với nhau thì mình sẽ để đường link ở phía bên dưới dẫn đến cửa hàng của MacOne. Ở đây sẽ có kinh doanh đầy đủ cả MacBook, iPad, iPhone cho mọi người. Ok, cảm ơn mọi người đã theo dõi. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.